Unit 3, This is Tony. Vậy thì chúng mình trước hết hãy bắt đầu với phần giới thiệu từ vựng và mẫu câu của bài học ngày hôm nay. Trước hết là từ vựng, vocabulary. So we are going to learn father, father, grandfather, grandfather, mother, mother, grandmother, grandmother, sister, sister, teacher, teacher, and friend, friend. This, this, that, that, yes, yes, no, no, and the sentences. Và phần mẫu câu, chúng mình sẽ học những mẫu câu nào? Is this? Is that? Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Các em thân mến, vừa rồi là những từ vựng và mẫu câu mà chúng ta sẽ học trong bài học ngày hôm nay. Vậy, hãy cùng bắt đầu bài học với phần từ vựng với cô nhé. Let's go!